Anh cam kết là chỉ cần một hũ này của Kim Anh thôi là đã hết rồi. Đây là bộ nám của Laura Sunshine được sản xuất tại Pháp, và hơn nữa đây là serum và viên uống ngăn ngừa chống lão hóa, cũng như là viên uống trắng da ngăn ngừa nám và tàn nhang. Cho nên là Kim Anh khuyên chân thành các chị em mình nên trong uống ngoài thoa để đạt được kết quả tốt nhất. Thì serum của bên Laura Sunshine, nó được chiết xuất serum và cái viên uống ngăn ngừa nám này, nó được chiết xuất từ từ cây thông đỏ, còn gọi là cây thông biển của Pháp ha, và chỉ có ở Pháp mới có thể nuôi dưỡng và trồng được cái cây thông đó thôi. Và cái loại thông đó nó có một cái tinh chất đó gọi là pinogeno của Pháp. Thì có thể mọi người cũng có thể search ở trên Google để biết pinogeno là như thế nào. Thì pinogeno á, nó là một trong những cái chất nó có thể là oxy hóa, nó có thể oxy cái chất chống oxy hóa của nó là mạnh hơn vitamin E và vitamin C gấp 60 lần. 60 lần là Kim Anh nói khiêm tốn á, chứ nếu theo như đúng như là bác sĩ vừa rồi Kim Anh mới vừa tham khảo ý kiến bác sĩ, thì bác sĩ nói là cái pinogeno này nè, nó cao hơn vitamin C và vitamin E tới 147 lần lận. Nhưng mà Kim Anh vẫn nói ở cái mức an toàn nhất, đó là nó cao hơn 60 lần. Thì cả nhà mình biết rồi, vitamin E và vitamin C nó giúp cho ức chế cái melanin để nó giúp cho đánh tan cái vùng nám của mình. Thì cái thằng pinogeno này nó gấp hơn 60 lần như vậy, thì cả nhà mình nghĩ coi là nó đánh tan cái nám khủng khiếp cỡ nào. Thì đây là một cái dạng như một cái tinh chất, một cái dạng serum, và nó giúp cho đánh tan đi cái những cái vết nám cũng như tàn nhang của các chị em mình ha. Pinogeno cũng như là trong này nó còn được chiết xuất 100% axit folic tự nhiên, nó được chiết xuất từ gạo. Cái axit đó nó giúp đẩy bong đi những cái tế bào chết của mình để nó thẩm thấu cái serum vào, để nó đánh tan nám một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì khi mà các chị em mình phối hợp uống với lại cái viên uống này, thì ở trong thì mình uống, ở ngoài thì mình thoa, để giống như mình tấn công trong và ngoài luôn. Thì cái bộ đôi này nó giúp cho cái da của mình á, nó chống lại cái chống oxy hóa, nó chống lại cái sự oxy hóa của làn da của mình, và những cái đốm nâu cũng như tàn nhang nó cũng sẽ triệt để luôn, và nó tăng độ sáng cho da nè, và cung cấp độ ẩm nè, từ trong ra ngoài cho cái da của mình luôn nha các chị em mình nha, và tăng cường cái độ đàn hồi cho da nè, và nó kích thích cũng như tái tạo collagen cho các chị em mình. Thật ra thì Kim Anh á, là Kim Anh không có nám đâu, nhưng mà Kim Anh vẫn phải uống và Kim Anh vẫn phải thoa. Hôm nay thì Kim Anh thoa dưỡng, nhưng ngày mai thì Kim Anh sẽ thoa nám. Tại vì sao? Nám thì mình chưa có nám, nhưng mà mình cũng phải muốn cho cái da của mình đều màu và nó trắng lên thì mình sử dụng đó. Thật ra không phải là có nám thì mình mới sử dụng được nha. Rồi các chị em mình, những ai mà đã bị nám, đã bị tàn nhang, những ai mà bị nám nắng hay là nám nhẹ, hay là nám mà Kim Anh cam kết luôn, chỉ cần một hũ này của Kim Anh thôi là đã hết rồi. Cam kết luôn. Tại vì các chị em mình biết không, khi mà Kim Anh cái bộ sản phẩm này được chứng minh lâm sàng ở bên Pháp rồi á, thì các chị có những các chị em mà bị nám, bị đồi mồi, bị tàn nhang ở trên cái da mặt này, thì sử dụng, khi mà Kim Anh cho sử dụng thử, sử dụng hàng test á, hàng thử nghiệm á, thì mới có 10ml thôi, thì nó đã cải thiện được 50 đến 60% rồi. Và khi Kim Anh gửi thêm một lần thứ hai nữa 20ml thì gần như là còn có 30% thôi. Thì trong khi các chị em mình mua một hộp như thế này 50ml thì Kim Anh có dư sức cam kết cho các chị em mình rằng là đánh bay luôn những cái vết nám của các chị em mình. Dĩ nhiên là nó tùy thuộc vào nám nặng hay nhẹ, nám đen hay nám mờ, hay là nám nắng, hay là nám cơ địa, hay là nám nội tiết tố. Cho nên tốt nhất những ai mà bị nám, mà nám sâu, nám nặng á, thì Kim Anh khuyên các chị em mình nên ra cửa hàng để soi da và được tư vấn một cách kỹ càng nhất nha các chị em mình nha. Đây còn viên uống cũng vậy, viên uống cũng được sản xuất tại Pháp. Đây là một bộ đôi chuyên về được sản xuất tại Pháp luôn. Đây, và hai viên mỗi ngày của mình, hai viên, và tốt nhất thì các chị em mình uống vào buổi sáng thì sẽ là tốt nhất nha. Buổi sáng khi mình uống là một ngày hai viên thôi các chị em mình, nó vừa mịn da, trắng da, và nó làm đều màu da, cũng như nó giúp cân bằng cái cơ thể của mình đó, và nó chống lão hóa, là tái tạo collagen, cũng như là nó có cái acid hyaluronic á, nó giúp cho bảo vệ cái ánh nắng, cũng như bảo vệ khỏi ánh nắng, cái da của mình bảo vệ khỏi ánh nắng, và hơn nữa là nó chống viêm nè, giảm tàn nhang và nám sạm cho mình ha, và nó cung cấp oxy và dưỡng chất vào cho cái da của mình, chống lão hóa rất là tốt luôn nha các chị em mình nha. Đây là bộ đôi của Pháp. Thì chai serum này giá của nó là 1,8 triệu, viên uống là giá của nó là 1
950. Cửa hàng này là chi nhánh thứ 3 của cô. Và ngày 30 tháng 6 này cô sẽ khai trương thêm một cửa hàng nữa là chi nhánh thứ 4. Và nhân đây thì Kim Anh xin cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Laura Sunshine, da xinh trắng hồng tự tin.